sư thầy công khai bí mật của phi nhung khiến mạnh quỳnh xúc động thừa nhận sai lầm những ngày gần đây khán giả và người hâm mộ cố ca sĩ phi nhung luôn quan tâm đến buổi biểu diễn của mạnh quỳnh và cái con nuôi cố ca sĩ được biết show diễn có tên nhớ nhung được tổ chức nhằm giao lưu với người hâm mộ cũng như tưởng nhớ nữ ca sĩ trong buổi biểu diễn mạnh quỳnh đã có nhiều tâm sự và chia sẻ về bệnh diện của mình Bên cạnh đó, anh cũng thể hiện ca khúc viết cho Phi Nhung mà trước nay chưa từng trình diễn bất cứ nơi đâu. Mới đây dân tình không khỏi xôn xao trước đoạn video Mạnh Quỳnh và sư thầy giao lưu với khán giả. Trong đó sư thầy đã có những chia sẻ của riêng bản thân mình về cố ca sĩ Phi Nhung cũng như tính cách của cô khi còn sinh thời. Nguyên văn đoạn chia sẻ của sư thầy: Ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình đã trở thành một đóa hoa bất tử tỏa ngát hương thơm cô phi nhung tịnh bình suốt một cuộc đời dâng hiến cho con đường nghệ thuật bằng tiếng hát lời ca của mình chẳng những thế cô còn có một trái tim từ bi rộng lớn nuôi dạy nhiều trẻ em để trở thành con người có ích cho xã hội chính từ trái tim yêu thương đó đã thổi thúc cô đi vào tâm dịch để rồi dịch bệnh khắc nghiệt đã đưa cô đi xa để rồi hôm nay chúng ta nhớ nhung nhớ từ thuở ấy cho tới bây giờ những năm chín mươi tuổi mỗi ngày cô đến chùa làm công quả tối về tụng kinh ở một ngôi chùa nhỏ làng quê cô ra hải ngoại để làm việc và thành công hàng năm giáo hội tổ chức đại nhạc hội cô đều đến để hát cho phật tử những chia sẻ của sư thầy về phi nhung khiến khán giả tại trường quay vô cùng xúc động ai cũng xót xa trước số phận và cuộc sống khó khăn của phi nhung trước khi cô nổi tiếng cả một đời hướng phật luôn quan tâm và lo lắng cho người khác mà đôi khi tự bỏ quên chính sức khỏe của bản thân đáng chú ý sư thầy còn tiết lộ bí mật ít ai biết về phi nhung đó chính là sở thích ngắm hoa anh đào của phi nhung mỗi khi hoa anh đào nở thì phi nhung sẽ sang nhật bản để ngắm hoa anh đào khi trải lòng về sự ra đi của phi nhung mạnh quỳnh cho hay trước đó hai người đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường nghệ thuật để phục vụ cho khán giả thân yêu đã làm người của công chúng thì phải chấp nhận được yêu thương hoặc bị ghét có một lần tôi đang status hàng vãn về cuộc đời sau khi Nhung ra đi. Có một số khán giả hỏi sau 49 ngày của Phi Nhung, tôi không có mặt. Thật ra thì tôi có đến rất lâu, nhưng chỉ một mình không ai biết cả. Vì những nỗi buồn đó tôi có sáng tác bài hát để thỏa nỗi lòng, mang tên lặng lẽ bên người, mạnh quỳnh bộc bạch.